Mày có biết chuyện về mấy con bơm bớm này không? Nói đi. Theo truyền thuyết kể lại á, mấy con bơm bớm này là hiện thân của tình yêu á. Nếu mà tự nhiên con bơm bớm này mà đậu vô người á, là tình duyên mày tới rồi á. Sao hồng lan nó chiếu vô cái đầu mình à? Sắp có người yêu rồi đó con. Tào lao quá. Sao Thảo? Mấy con bơm bớm có nguyên cái truyền thuyết lưu trai riêng luôn á. Ngày xưa, khi trên trái đất này chưa có xuất hiện một con bơm bớm nào, thì đã có một con sâu ná vừa mập vừa ham ăn. Nó ăn luôn phần của đồng đội, mà nếu như không có gì để ăn á, thì nó ăn luôn nó. Người ta thường nói á, ba người đàn bà mới bằng một cái chợ, mà ba cái chợ thì mới bằng một con sâu nái. Và câu chuyện đến đây đã hết rồi, xin các bạn cho một tràng vỗ tay. Rồi sao? Người ta là con bướm, mà không có con bớm ăn cho cố vô, rồi mập như con heo à. Mở nó tràn cho cuốn họng, nói ngọng nói nghịu hả? Anh ơi, anh chơi có trò gì kỳ vậy? Lỡ nó té rồi sao? Con không có phiền chú nữa nha. Ngày trước, lúc chưa vợ, ba tôi cũng hay chơi trò này. Má tôi cũng la làng như cô vậy đó. Rồi sao? Thì kết quả là có tôi trên đời này. Hello, cô giáo dễ thương. Với cô giáo không cần dễ thương, chỉ cần ngoan là được rồi. Đúng không các con? Dụ Tiên á, không biết là đàn ông hay là phụ nữ nữa mày. Cái tên của nó thì nữ tính dịu dàng, Thủy Tiên. Mỗi lần đụng tới nó con gái á, rần, nhìn Châu Điên vậy. Mày sao biết rồi đó? Châu Điên nè. Đừng có nói xấu tôi hả? Ông ơi Châu Điên, mệt với cái giường thú này quá đi. Này cô giáo, tại sao phải chạm tay vào mặt trời vậy? Là một dạng phần thưởng tinh thần thôi mà, để em khích lệ tụi nhỏ. Khó hiểu quá. Anh dốt lắm. Cô giáo giải thích thêm đi. Em thấy mặt trời giống như là sự văn minh vậy đó. Phải tới trường, biết chữ thì tụi nhỏ mới có cơ hội thoát khỏi sự lạc hậu. Mà các em thích chạm tay vào mặt trời lắm, cho nên các em phải tới trường. Với lại em thấy biểu tượng mặt trời cũng rất là đẹp mà. Em không nghĩ là anh vô quân đội luôn đó. Cũng do anh quậy phá quá mà. Ba anh thật sự muốn anh trưởng thành. Vậy là anh đâu có thích đâu. Đâu có, anh thích chứ. Lúc đầu cũng nản lắm, sáng nào cũng phải về sớm. Trong khi đó, ở nhà ngủ tới chiều cũng không ai dám gọi. Rồi ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giấc, kỷ luật đủ thứ. Nhưng dần dần anh cũng quen. Trong đội cũng có nhiều anh bạn, vui vẻ lắm. Tao dám chắc với mày, hai đứa nó sẽ hùng nhau. Thằng Bách nó là cao thủ đó. Chưa chắc, bây giờ tao có mày cả không? Cả luôn mày. Cả gì? Nếu như mà hai đứa nó không hôn nhau á, tao nuôi 100% chạy ngang qua mặt con Tiên luôn. Chơi lớn vậy luôn hả? Bây giờ anh thấy thương cô giáo của tụi nhỏ hơn rồi nè. Ở đây nè, đã chiếm hết chỗ này rồi. Mấy anh vui quá. Thôi em về nha. Để đưa em về. Anh Bến. Bến. Ủa sao vậy? Anh Bến. Chuyện gì vậy? Em không biết nữa. Bình tĩnh đi. Bến, đừng tay. Thank you.
Linh xa Linh ra. Chỉ khi nào Linh yêu cầu tôi điều đó. Anh Vinh, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Đi hết đi, ở đây không cần mấy em. Tôi không có gì để trả lời hết. Anh Vinh, anh Vinh, anh Vinh. Anh ta lao vào em trước. Em xen vào chuyện của người ta. Nhưng mà Phong Linh không yêu anh ta. Nhiệm vụ của người lính đến đây là để làm gì? Nội quy có cấm tụi em yêu nhau không? Không. Có món quà muốn dành cho mày và đám công binh. Tình yêu của mày đang gặp nguy hiểm. Mày tới cây cầu đó đi. À, Linh, trên người em có món quà không? Đừng lo, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Tụi nhỏ sao rồi anh bác? Tụi nó ổn. Nghe chưa, có một quả bom trên đây chỗ khác. Đừng ra lệnh cho tôi. Anh không có quyền. Chúng tôi thì có. Quá cầu. Không được quá cầu. Đồng chí Bách, trong trường hợp nguy hiểm, ai là người phải hy sinh? Là đội trưởng. Nhưng nếu anh là em, anh có bỏ đi được không? Đừng kể. Nếu một quả lựu đạn em có xử lý không rồi, em tránh ra ngay lập tức và để tôi tự giải quyết. Nhưng em phải cứu Linh. Em đang làm cạn thời gian của cô ấy. Anh thề đi, không được để cô ấy chết. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của một người lính. Không dùng cách đó được. Phải thả bom ra khỏi cô ấy sẽ an toàn hơn. Bách, Kim, hai phút 10 giây, anh Hoàng đưa mọi người ra khỏi đây. Khỏi cần anh phải nhắc, sau chuyện này tôi sẽ giải quyết dứt điểm với anh. Mọi người đi hết đi, không còn kịp nữa đâu. Em chỉ là một người. Việc lệnh của anh cũng đang tạm lúc này. Nếu em chết, anh cũng biết phải nói sao cho đám nhỏ. Em phải sống để anh còn cưới em. Tôi mới là người cưới cô ấy. Mày chỉ là thằng nhóc con. Đúng, là thằng nhóc con mà Phong Linh quen từ lúc nhỏ. Không còn kịp thời gian nữa đâu. Đội trưởng, anh để em xuống. Anh còn vợ và đứa con đầu lòng. Nói rằng anh thương cô ấy nhiều, rất nhiều. Thank you.
trời rực rỡ sáng từ sớm mai, chân em đến lỡ vui cả ngày dài, nắng vàng nhây nhó chảy khắp núi đồi, mặt trời